Xin chào các bạn nha, hiện là đang trả kết quả ca mụn thâm. Thì đây là bề da các bạn thấy được trước khi bạn này tới la nha. Đây là hai bên bề da nha các bạn và toàn bộ gương mặt này. Các bạn thấy là da hoàn toàn cực yếu và cực mỏng vì bạn này trước đây là dùng sản phẩm bị tổn thương cái bề da nên làn da mình nó bào mỏng các bạn. Và các bạn nhìn này, mụn vừa viêm vừa ẩn tất cả các bề da như thế này, cực kỳ đỏ. Nhưng mà đây là sau khi điều trị mụn thâm tại la thì các bạn thấy rõ được cái phần trán là hầu hết như nó sạch thâm luôn rồi. Đây nha các bạn nhìn phần trán này sạch luôn, bề thâm nha, và da cực kỳ khỏe, có nghĩa là cái nền da không còn bị đỏ nữa và cái bề mụn nó sạch như thế nào đó. Hầu hết là thường nói là thâm nó sẽ mờ cho là 70-80%, nhưng đối với ca này là thâm nó mờ sạch cái vùng trán luôn rồi, kể cả vùng má cũng vậy. Các bạn nhìn này, nó đỏ nó cũng không còn nữa, nó khỏe cái làn da của bạn này lên nha. Đây các bạn nhìn hai bên bề má này đó, đây bề má bên này nha, bề má bên này cực yếu luôn á, tại vì này, này các bạn thấy nó đỏ không mà nó viêm như thế này, da lộ mặt và mỏng. Nhưng mà bây giờ nhìn cái vùng má này nó khỏe nha các bạn đó, da sạch như thế này đó. Thâm thì sạch, da khỏe, sạch mụn và sáng, các bạn thấy da sáng hẳn lên nha. Thì những bạn bị tình trạng da như thế nào các bạn có thể inbox trực tiếp để là tư vấn cho các bạn nha. Các bạn cùng nhìn lại hình ảnh của bạn này trước khi tới la này, da cực yếu. Bạn này thì đi vô la là phục hồi mụn và thâm này nha các bạn đó, da cực yếu cực đỏ nhưng bây giờ thì da ok sạch luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.